Washington Post tiếp tục kêu gọi bà Kamala Harris từ bỏ tấm vé năm 2024. Bà Melania Trump cập nhật thông tin về việc tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của phu quân. Donald Trump, Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh NATO đáp ứng chi tiêu quân sự. Hacker Trung Quốc và Iran nhắm mục tiêu vào hệ thống cấp nước của Mỹ và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Washington Post tiếp tục kêu gọi bà Kamala Harris từ bỏ tấm vé năm 2024. kính thưa quý vị, những người phụ trách chuyên mục ý kiến tại tờ Washington Post đang tiếp tục gây áp lực buộc phó tổng thống Kamala Harris không tham gia cuộc bầu cử năm nay. Bài viết lần này cảnh báo rằng bà có nguy cơ trở thành sự sụp đổ vào năm 2024 của tổng thống Joe Biden. Nhà báo chuyên mục quan điểm của Washington Post, bà Kathleen Baker, đã viết một chuyên mục vào tuần trước với tiêu đề Vì lợi ích của đất nước, Phó Tổng thống Harris nên từ chức. Bà Baker viết trong chuyên mục của mình, Chiến lược tán tỉnh và chiều chuộng cử tri thiểu số của đảng Dân Chủ là con đường dẫn đến sự hủy hoại. Thưa quý vị, bà Harris, cựu tổng trưởng lý California và thường nghị sĩ Hoa Kỳ, đồng thời là người phụ nữ da đen đầu tiên và người phụ nữ gốc Á đầu tiên nhận được đề cử cho chức phó tổng thống. Mà Parker cho biết bà Harris đã thất bại trên cương vị sao hoàng biên giới và từ đó giữ im lặng và có màn trình diễn đáng thành cương vị phó tổng thống. Bà Parker giải thích rằng bà Harris là người cực kỳ không được ưa chuộng. Nên từ trước vì nếu ông Biden chọn bà Harris là người đồng hành tranh cử, ông ấy có nguy cơ thua cuộc bầu cử năm 2024 bà parker viết câu hỏi hóc búa của bà kamala nằm ở chỗ bà ấy được chọn vì bà ấy là người da đen và là phụ nữ một sự kết hợp tương đương với sự bảo đảm công việc giờ bà ấy đã trở thành gánh nặng cho tấm vé của đảng dân chủ biden không thể sa thải bà ấy ông ấy không thể mạo hiểm mức độ nghiêm trọng của tình huống này không hề nói quá ngoài ra khi độ tuổi 81 của ông Biden khiến cử tri suy nghĩ nhiều hơn về khả năng bà Kamala Harris có thể trở thành tổng thống giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, bà Harris cực kỳ không được ủng hộ và có tỷ lệ không tán thành trung bình là 52,3% so với tỷ lệ tán thành 37,2%. Theo thăm dò của FiveThirtyEight, đây không phải là lần đầu tiên một nhà báo chuyên mục của Washington Post kêu gọi bà Harris từ chức. Vào tháng 9 năm 2023 thì người phụ trách chuyên mục ông David Ignatius cho biết cả ông Biden và bà Harris đều không nên tái tranh cử vào năm 2024. Bà Melania Trump cập nhật thông tin về việc tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của phu quân. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 3, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết bà sẽ tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của phu quân. Theo The Associated Press, bà Trump đã có lần xuất hiện khiếm hoi trước công chúng cùng với cựu tổng thống Donald Trump khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng Hòa tại Florida, cuộc bầu cử mà ông đã giành được chiến thắng vào cuối buổi tối hôm đó. Khi được một phóng viên hỏi liệu bà có tham gia cùng ông trên lộ trình vận động tranh cử hay không, cựu đệ nhất phu nhân trả lời: Hãy chú ý theo dõi. Bà Trump, người nổi tiếng là kính đáo trong thời gian làm đệ nhất phu nhân, đã mỉm cười và đứng cùng với chồng để chụp hình với công chúng bên ngoài địa điểm bỏ phiếu vào hôm thứ ba. Vợ của cựu tổng thống lại hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc xuất hiện trên truyền thông trong chiến dịch vận động tranh cử sơ bộ của chồng bà dường như bà đã chia sẻ điều này có thể sẽ thay đổi. Tháng 11 năm 2022, cựu đệ nhất phu nhân đã đứng bên cạnh cựu tổng thống Trump khi ông chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tại khu dinh thự Mar-a-Lago của họ ở Palm Beach, Florida. Hồi tháng 2, bà có lần xuất hiện hiếm hoi để ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump tại một sự kiện ở Mar-a-Lago do Trumpeters USA, một nhóm phụ nữ giàu có và có địa vị trong xã hội, ủng hộ việc cựu tổng thống ra ứng cử tổ chức. Tuy nhiên, bà Trump không có mặt cùng các gia đình hành viên trên sân khấu khi ông có bài diễn văn chiến thắng ở các tiểu bang bầu cử sơ bộ sớm hoặc vào ngày siêu thứ ba. Cả hai người được thấy đi cùng nhau tại lễ tang của mẹ mà, Trump, vào hồi tháng 1. Tháng trước, vào tháng 2 năm 2024, cựu Tổng thống Trump cho biết sự vắng mặt của vợ ông là do bà không muốn trở thành tâm điểm chú ý, khiến bà khác biệt với các cựu đệ nhất phu nhân khác. Cựu Tổng thống mô tả vợ ông là một người khá kính đáo và luôn tập trung vào gia đình của mình. Tháng 9 năm ngoái, cựu Tổng thống Trump nói rằng vợ ông cuối cùng sẽ tham gia cùng ông trên con đường tranh cử vào thời điểm thích hợp, tuy nhiên ông cho biết bà sẽ tập trung vào việc học của con trai Barron. vào thời điểm đó ứng cử viên đảng cộng hòa này bày tỏ mong muốn rằng phu nhân của mình tránh xa chiến dịch tranh cử, nói rằng ông không muốn thúc ép bà tham gia. ông nói thì thành thật mà nói tôi muốn giữ bà ấy tránh xa nó, nó thật quá xấu xa và hèn hạ. ông cho biết bà ấy là một người kính đáo, một người tuyệt vời, một người rất tự tin và bà ấy yêu đất nước của chúng ta. bà ấy sẽ vào thời điểm thích hợp và bà ấy sẽ ở đó. Tháng 5 năm ngoái, bà Trump bày tỏ sự ủng hộ dành cho phu quân và hy vọng ông sẽ khôi phục nước Mỹ sau buổi tiệc trưa cá nhân tại Mar-a-Lago. Cựu đại nhất phu nhân nói rằng việc giúp đỡ trẻ em trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng là trọng tâm của bà kể từ khi rời xa tòa Bạch Ốc và sẽ tiếp tục là một phần công việc của bà khi bà trở lại. Donald Trump, Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh NATO đáp ứng chi tiêu quân sự. Cựu Tổng thống Donald Trump thứ ba ngày 19 tháng 3 tuyên bố trên truyền thông rằng ông trong vai trò Tổng thống Mỹ sẽ bảo vệ các quốc gia đồng minh NATO miễn là họ đáp ứng được các mục tiêu chi tiêu quân sự. Trong cuộc trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Nitra Farage của TV News vào hôm thứ ba ngày 19 tháng 3, ông Trump được hỏi liệu các thành viên châu Âu của NATO có thể trông cậy vào Mỹ bảo vệ họ nếu họ bắt đầu chơi đẹp và đáp ứng yêu cầu chi tiêu 2% GDP cho quân đội hay không? Ông Trump đáp, có, nhưng Mỹ nên trả phần của mình, không trả cho phần mọi bên khác. Tôi tin rằng Mỹ đang trả 90% của NATO, có thể nói là 100%. Ông Farage đặt lại câu hỏi, vậy thì nếu họ bắt đầu chơi đẹp, Mỹ sẽ ở đó chứ? Ông Trump đáp, 100%. Thưa quý vị, 31 quốc gia thành viên NATO không tính Thụy Điển mới gia nhập khối này gần đây đã chi tiêu 1,26 ngàn tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng trong năm 2023 và chi tiêu của Mỹ chiếm hơn 2 phần 3 trong số đó. Chi tiêu quốc phòng của Mỹ năm 2023 cao hơn tổng chi tiêu quốc phòng của tất cả các thành viên NATO khác gộp lại. Ông Trump đang là đề cử viên tổng thống 2024 chưa chính thức của đảng Cộng hòa và khả năng sẽ thách thức Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 11 tới. Phát biểu tại một cuộc vận động chiến dịch tái tranh cử hồi tháng trước, thì ông Trump đã kể lại cuộc gặp với các lãnh đạo NATO khi ông còn đang tại nhiệm và thông tin với họ rằng ông sẽ không bảo vệ các quốc gia trên mãn. Ông Trump kể lại với đám đông người ủng hộ rằng một trong những tổng thống của một quốc gia lớn đã đứng dậy và nói Dạ, thưa ngài, nếu chúng tôi không trả và chúng tôi bị Nga tấn công, ngài sẽ bảo vệ chúng tôi chứ? Ông Trump nói tiếp, tôi đã nói rằng tôi không trả thì ông là chỉnh mạng, đúng không? Không, tôi sẽ không bảo vệ ông. Thực tế, tôi khuyến khích họ làm bất cứ điều gì quái quỷ mà họ muốn. Ông phải trả. Ông phải trả phần hóa đơn của ông. Những bình luận đó của ông Trump đã kích hoạt làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Tổng thống Biden gọi lời lẽ đó là kinh khủng và bất trí. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, bất cứ đề nghị nào cho rằng các quốc gia đồng minh sẽ không bảo vệ nhau là gây tổn hại cho tất cả an ninh của chúng ta và đặt binh lính Mỹ và binh lính châu Âu vào rủi ro gia tăng. Ông Trump đã nhắc lại câu chuyện đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn với ông Farage. Ông nói thêm rằng ông không quan tâm những bình luận của ông đang bị các đối thủ chính trị sử dụng ra sao. Ông Trump nói, họ có thể sử dụng nó, tôi không quan tâm liệu họ có sử dụng nó hay không, bởi vì những gì tôi đang nói là một kiểu đàm phán, tại sao chúng ta nên bảo vệ những quốc gia có nhiều tiền này và Mỹ đang phải trả phần lớn cho NATO. Ông Trump nói với ông Farage, nhưng bây giờ họ đang chi tiền bởi vì những bình luận mà bạn thấy hai hoặc ba tuần trước Tôi không biết liệu bạn có biết không, nhưng nhiều tiền đang đến từ khi tôi đưa ra những bình luận đó. Theo số liệu từ NATO, 18 quốc gia thành viên khối quân sự này dự kiến sẽ đáp ứng hoặc vượt mức 2% GDP chi cho quốc phòng trong năm 2024 này. Con số này là tăng gấp 6 lần so với năm 2014, thời điểm chỉ có 3 thành viên là Mỹ, Anh và Hy Lạp đáp ứng được ngưỡng chi tiêu quốc phòng tối thiểu. Cơ Trung Quốc và Iran nhắm mục tiêu vào hệ thống cấp nước Mỹ Chính phủ Hoa Kỳ đang kêu gọi các tiểu bang cảnh giác trước việc tinh tặc đang tấn công các hệ thống cấp nước và nước thải trên khắp đất nước, đặc biệt là những mối đe dọa từ Iran và chính phủ Trung Quốc. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan và quản trị viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA Michael Dragan đã gửi thư tới các thống đốc của tiểu bang, mời các bộ trưởng môi trường, Y tế và an ninh nội địa của Tiểu bang tham dự cuộc họp vào ngày 21 tháng 3, cùng thảo luận về cách hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng của ngành nước chống lại các mối đe dọa mạng mà họ phải đối mặt. Họ chỉ ra rằng hệ thống nước uống và xử lý nước thải là cơ sở hạ tầng quan trọng, được hàng chục triệu người sử dụng, nhưng thường thiếu nguồn lực và khả năng kỹ thuật để đảm bảo an ninh mạng một cách nghiêm ngặt nhiều khi ngay cả những biện pháp phòng ngừa cơ bản như đặt lại mật khẩu mặc định và cập nhật phần mềm để giải quyết các lỗ hổng đã biết cũng không được áp dụng khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng của tinh tặc bức thư còn trích dẫn một trường hợp trong đó các tinh tặc được chính phủ Iran hậu thuẫn bị cáo buộc đã xâm phạm các thiết bị kiểm soát cấp nước ở bang pennsylvania nhóm tinh tặc vol Typhoon do chính phủ trung quốc hậu thuẫn cũng xâm phạm nguồn nước uống và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của hoa kỳ Bức thư cảnh báo rằng nhóm tinh tạc vô thai Food đã chọn mục tiêu và kiểu hành vi không phù hợp với các hoạt động gián điệp mạng truyền thống. Nhóm này đang tiến hành các hoạt động nhằm ứng phó với căng thẳng địa chính trị và hoặc xung đột quân sự, phá hoại hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Nội dung thư viết những cuộc tấn công này có thể làm suy yếu huyết mạch quan trọng của nước uống sạch, an toàn và gây thiệt hại đáng kể cho các hoạt động cộng đồng bị ảnh hưởng. Chuyện đây, các quan chức an ninh quốc gia đã cảnh báo tinh tạc Trung Quốc có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ khi Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Tháng trước, một lượng lớn tài liệu nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạng công nghệ thông tin iSun Trung Quốc đã bị rò rỉ. Tiết lộ câu chuyện nội bộ chưa được biết đến của tổ chức tinh tạc này. Hai phần ba khách hàng của iSun là công an Trung Quốc. Công ty này chủ yếu phục vụ hệ thống an ninh công cộng, quân đội và các cơ quan chính quyền Trung Quốc khác các tài liệu cho thấy chính quyền trung quốc đang tiếp tục nhắm vào các quốc gia khác không chỉ ở hoa kỳ các công ty viễn thông bệnh viện trường học trường đại học tổ chức và cơ quan chính phủ ở nhiều quốc gia cũng đang bị xâm phạm Trong một bức thư vào thứ Ba ngày 19 tháng 3, Tòa Bạch Úc và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã kêu gọi các thống đốc tiểu bang hỗ trợ bảo đảm rằng tất cả các hệ thống nước ở mỗi bang sẽ đánh giá toàn diện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng hiện tại tại địa phương của họ, sắp xếp để giảm thiểu rủi ro an ninh mạng và thực hiện các kế hoạch ứng phó với các vụ tấn công mạng. EPA và Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng CISA của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết họ sẽ cung cấp sự hướng dẫn, công cụ, đào tạo, nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật, giúp các hệ thống cấp nước thực hiện những nhiệm vụ thiết yếu này. Ngoài ra, các hiệp hội khu vực tư nhân như Hiệp hội Công trình nước Hoa Kỳ, Hiệp hội nước nông thôn quốc gia, cùng Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin nước sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ an ninh mạng. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!